Nghiên cứu về tác dụng lâu dài của COVID-19 đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của một số người đã chồng chất lên nhau. Đây là những gì cần biết ngày hôm nay. COVID dài là một thuật ngữ bao hàm cho một loạt các vấn đề sức khỏe thể chất và tâm lý mới hoặc đang tái phát xuất hiện một tháng hoặc hơn sau khi nhiễm COVID-19 cấp tính. Các triệu chứng kéo dài này có thể từ khó chịu nhẹ như mệt mỏi hoặc mất ngủ, đến suy nhược nhiều hơn bao gồm khó tập trung, các vấn đề về thận và thậm chí là cục máu đông. Một nghiên cứu lớn được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí The BMJ cho thấy những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cũng có nhiều khả năng bị rối loạn sức khỏe tâm thần, bao gồm lo lắng và trầm cảm. Các nhà nghiên cứu trong cuộc nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe quốc gia của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ. So sánh những người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021 với những người không có kết quả. Trong khi nguy cơ cao nhất đối với những người cần nhập viện với COVID-19, ngay cả những người mắc các trường hợp nhẹ hơn cũng có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc nhận thức, bao gồm căng thẳng, rối loạn giấc ngủ và suy giảm nhận thức. Họ cũng có nhiều khả năng được kê đơn opioid và được sử dụng naloxone, một loại thuốc có thể khắc phục tình trạng quá liều opioid. Nhập viện vì bất kỳ căn bệnh nào có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của một người nào đó. Nhưng các tác giả của nghiên cứu lưu ý rằng những người nhập viện với COVID-19 có nguy cơ rối loạn sức khỏe tâm thần cao hơn những người nhập viện vì các lý do khác. Trong khi mức độ cấp thiết của việc tìm hiểu các tác động lâu dài của COVID-19 tiếp tục được xây dựng, vẫn chưa rõ tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID lâu dài là bao nhiêu. Một số nhà nghiên cứu đã đưa ra con số từ 10% đến 30%, trong khi các nghiên cứu khác cho biết gần một nửa số người sống sót sau COVID có các triệu chứng kéo dài 6 tháng sau lần nhiễm trùng đầu tiên của họ. Ngay cả những người mắc các trường hợp rất nhẹ cũng có thể trở thành người mắc chứng bệnh COVID lâu năm. Các nhà khoa học tiếp tục thử và tìm ra lý do tại sao một số người phát triển COVID kéo dài và cách điều trị các triệu chứng của họ. Nghiên cứu mới cho thấy tiêm phòng có thể không chỉ giúp bảo vệ tình trạng bệnh trong những trường hợp đột phá mà còn làm giảm bớt các triệu chứng ở những người trước đó không được tiêm phòng. Để biết thêm, hãy tìm hiểu về thời gian hiệu quả của vaccine COVID-19, vai trò của kháng thể đơn dòng trong việc điều trị virus và các xét nghiệm COVID-19 tại nhà tốt nhất. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!